Bạn có giáp may mắn 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang vô quý vào thời điểm này, nhưng lại xui xẻo, đen đủi vào thời điểm khác. Không ai có thể biết được may mắn sẽ đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là khi gặp được điều đó, đương sự có thể nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để. Các bậc thầy tử vi học có chỉ rõ rằng, thời điểm 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch sắp tới được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với ba con giáp này. Thời điểm này, các con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần Phật giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy đây là cơ may của những tuổi nào trong 10 ngày cuối tháng sắp tới? Và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi, tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Thìn. Tử vi tháng 6 âm lịch dự báo, mệnh chủ tuổi Thìn có thể đạt được những bước phát triển đột phá trong 10 ngày cuối của tháng. Song có thể được như vậy thì chính bản thân tuổi Thìn cần phải cố gắng thật nhiều, không nên nghĩ đến việc dựa vào vận may hay nhiều người khác nâng đỡ. Con đường công danh của bản mệnh có thể đạt được những bước tiến đáng mừng như có sự giúp đỡ của quan đới. Bản mệnh có thể nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương cho chính mình. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm quan đới khuyên tuổi Thìn trong thời gian này nên đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho sự nghiệp của mình, rồi cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Hãy luôn làm việc một cách khoa học, giải quyết việc quan trọng trước, chuyện lặt vặt thì xếp về sau. Như vậy thì bản mệnh mới có thể hoàn thành đúng tiến độ công việc. Chuyện làm ăn cũng sẽ thu được một khoản lời lãi nhất định, cốt là bản mệnh tập trung. Trong vòng 10 ngày này, khó khăn cũng có lúc xuất hiện, cho nên bản mệnh cần tự động viên mình cố gắng, chứ không nên bỏ dở giữa chừng. Nếu bỏ dở công việc giữa chừng, công sức của bản mệnh sẽ có xu hướng đổ sông, đổ bể. May mắn nhờ có thái âm cát tinh xuất hiện, đây là dấu hiệu cát lành cho bản mệnh, đặc biệt là với nữ giới. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân phù trợ cho công việc thêm phần thuận lợi. Những nhiệm vụ tưởng chừng bế tắc trước đây bỗng chốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên lơ là tác hại của âm sát. Bản mệnh có thể phải đối mặt với kẻ tiểu nhân bất cứ lúc nào, và đó là những kẻ ghen tị với thành công của bạn, tìm cách kéo thụt lùi sự phát triển của bạn. Trước lời ngon tiếng ngọt hoặc rủ rê lôi kéo của những người không quá thân thiết, bản mệnh cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, chớ vội vàng nghe theo, kẻo rơi vào bẫy. Tử vi còn cho thấy, trong 10 ngày cuối tháng, chuyện tình duyên của mệnh chủ tuổi Thìn không có nhiều biến động đáng kể. Mối quan hệ lứa đôi vẫn gặp phải nhiều vấn đề chưa thể giải quyết nhanh chóng. Hai người dường như đều quá bướng bỉnh nên không thể lắng nghe người khác. Tuy nhiên, những mệnh chủ độc thân lại có nhân duyên khá tốt. Nhờ có thái âm cát tinh nâng đỡ, bản mệnh nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới nhờ những biểu hiện xuất sắc của mình trong công việc. Vì vậy, nếu có thiện cảm với ai, bản mệnh nên chủ động kéo gần khoảng cách với người đó. Hai người có triển vọng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Thìn cũng không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào và cố gắng hết sức để đạt được thành công. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe. Bản mệnh không nên làm việc quá sức, sinh hoạt không điều độ, khiến cơ thể trở nên mệt mỏi.
hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, ăn uống, nghỉ ngơi có giờ giấc, đồng thời chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Hợi. Vận trình mệnh chủ tuổi Hợi khá nhiều thăng trầm trong 10 ngày cuối tháng 6. Bản mệnh cần phải rõ ràng mục đích của mình làm gì để có hướng phấn đấu và không nên chạy theo người này, người khác, kẻo sôi hỏng, bỏng không. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, dù có gặp phải khó khăn, xung quanh bản mệnh cũng không thiếu người giúp đỡ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên vì thế mà nảy sinh những ảo tưởng không thực tế. Bản mệnh cần đặt ra những kế hoạch phù hợp với năng lực của bản thân mình và tình hình thực tế thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Phương diện tài lộc mệnh chủ tuổi Hợi thời gian này cũng có tăng tiến nhưng chưa có những bước phát triển rực rỡ. Đây là lúc khá thích hợp để bản mệnh mở rộng mối quan hệ, ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Theo tử vi còn cho thấy, có lẽ bản mệnh chưa thể thu được lợi nhuận ngay lúc này. Song chỉ cần kiên trì thì dần dần bản mệnh có thể nhận được những thành quả xứng đáng. Để có thể phát triển nhanh chóng hơn, nguyện lệnh Lâm Tử Tuyên khuyên bản mệnh hãy đổi mới tư duy, đừng bó hẹp bản thân trong những gì đã biết. Bản mệnh nên thử lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, tìm ra hướng đi mới cho mình. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trong thời gian này lên bồng xuống trầm. Những mệnh chủ độc thân có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng, song quan trọng là chính bản mệnh phải cởi mở hơn trong giao tiếp, đừng đóng chặt cửa trái tim mình. Còn với những mệnh chủ đã lập gia đình thì các mối quan hệ xã giao rộng rãi có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ vợ chồng. Mệnh chủ cần trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để tránh những sai lầm không đáng có. Tình hình sức khỏe của mệnh chủ tuổi Hợi cũng không mấy khả quan trong 10 ngày cuối tháng 6 âm lịch. Bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến cơ thể của mình, không nên bắt bản thân phải làm việc quá sức. Vì vậy sẽ khiến mình cảm thấy mệt mỏi, đầu óc thiếu minh mẫn, gây ra những sai lầm đáng tiếc. Bạch hổ hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh có thể gặp phải họa huyết quang. Hãy cẩn thận khi tham gia giao thông, khi lao động chân tay hoặc khi vận hành máy móc, chớ nên để xảy ra những sự cố không đáng có. Đồng thời trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh nên nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để sức khỏe được cải thiện. Có sức khỏe, bản mệnh mới có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Đặc biệt để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, mệnh chủ tuổi Hợi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi Hợi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Dần. Tử vi năm 2021 có điểm báo 10 ngày cuối tháng 6 là một khoảng thời gian khá thuận lợi đối với mệnh chủ tuổi Dần. Dưới sức ảnh hưởng tích cực của nguyện lệnh Lâm Đế Vượng, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội hiếm có, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Thời điểm này, mệnh chủ làm lãnh đạo thường nhận được nhiều sự kính trọng, ngưỡng mộ của cấp dưới. Bản mệnh đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn, thậm chí tìm ra hướng đi mới phù hợp. Nhưng mệnh chủ làm công ăn lương cũng có cơ hội để khẳng định điểm mạnh của mình với tập thể. Mệnh chủ không nên e ngại, hãy mạnh dạn hơn trong việc thể hiện ý kiến cá nhân. Rất có thể, mệnh chủ sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Đây chính là cơ hội để mệnh chủ được thăng quan tiến chức,
hoặc ít nhất thì cũng được thưởng nóng, tăng lương. Tuy thành công rực rỡ là vậy, song bản mệnh cũng chớ nên lấy đó làm cái cớ để kiêu ngạo. Thiên hình hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ đợi bản mệnh nóng nảy hay sự bất cần là có thể vướng phải rắc rối bất cứ lúc nào. Cho nên bản mệnh cần khiêm tốn hơn trong lối cư xử với mọi người, làm việc gì cũng nhớ tuân theo nguyên tắc của tập thể, không nên bất chấp mọi giá để đạt được thành công, kiểu dễ gây tai họa, vướng chuyện thị phi. Xem tử vi còn cho thấy, trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể được thưởng nóng như những công hiến, công việc trong thời gian này. Như mệnh chủ làm lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể nhận được lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Thậm chí mệnh chủ còn nhanh chóng tìm được những nguồn khách hàng, đối tác mới đầy triển vọng để có thể mở rộng làm ăn. Như mệnh chủ làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội được thưởng nóng, cốt là bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình làm việc có thể hơi vất vả một chút, nhưng bản mệnh hãy cứ xông xáo và chủ động thì sẽ gặt hái được thành quả như ý muốn, thậm chí còn ngoài mong đợi. Tuy nhiên, tiểu hao xuất hiện nhắc nhở bản mệnh sẽ phải chi khá nhiều trong các hoạt động xã giao hoặc cho các nhu cầu hàng ngày. Bản mệnh chớ nên nghĩ mình có tiền mà tiêu xài phung phí. Hãy chỉ dành một khoản vừa cho các nhu cầu trong cuộc sống. Đồng thời trong đầu tư, dù làm ăn có lãi nhưng bản mệnh cũng chớ nên đầu tư bất chấp. Hãy dành thời gian đánh giá xem đâu là cơ hội phù hợp với mình. Đừng chạy theo những điều viển vông hoặc ham làm giàu phi pháp. Ngoài ra, phương diện tình cảm thời gian có tốt, có xấu, tùy thuộc vào cách ứng xử của tuổi Dần. Các cặp đôi trẻ có thể nhận được tin vui về con cái hoặc nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, hai bạn lại dễ tranh cãi nhau vì những ý kiến bất đồng. May mắn tình hình sức khỏe của tuổi Dần khá ổn định trong suốt khoảng thời gian này. Có những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình duyên và sự nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh cho bản mệnh, khiến bản mệnh luôn cảm thấy ngập tràn khí thế, sẵn sàng thử thách bản thân. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có đang tiến triển thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân, mà quên đi mất rằng cơ thể mình cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Hãy ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ, rèn luyện sức khỏe. Như vậy thì bản mệnh mới có sức lực để bắt tay vào làm việc mà mình mong muốn. Bên cạnh đó, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dần hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí mang bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong cuộc sống. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Dần. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.